Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết đơn nam, trận bán kết 2 giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 giữa tay vợt Nguyễn Hải Đăng, tay vợt kia phía gần màn hình, và tay vợt Đình Hoàng, tay vợt của Lâm Đồng phía xa màn hình. Hải Đăng đánh cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, Đình Hoàng đánh cho Lâm Đồng. Ở trận bán kết thứ nhất, trận đấu giữa Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát, chiến thắng là Trung Nguyễn Tiến Minh. Set 1 21-3, set 2 22-20. Vậy là Tiến Minh đã vào chung kết rồi. Theo dự đoán của Hùng thì Hải Đăng cũng sẽ là tay vợt tiếp theo vào chung kết nếu không có điều bất ngờ xảy ra. Thank you.
Nôn phát. Vâng. Việt nôn ấy.
vừa miếng. Chết đâu. Wow!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.